Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với Midnight Train Chapter 2. Game mọi người mong chờ bấy lâu nay cuối cùng đã ra được đến Chapter 2. Và chúng ta sẽ bắt đầu với tiếp tục câu chuyện của Neo và... quên tên rồi, trời. Nó không thể nào. Đáng rồi nhỉ, hôm nay và ngày mai là các bạn lớp 9 thi cấp 3 này, thì chúc các bạn may mắn nhé. Hôm nay toán văn xong rồi đúng không? Ngày mai là toán, à ngày mai là tiếng Anh với lịch sử. Nó không thể nào. Tất cả mọi thứ mà chúng ta đã trải qua, chúng ta phải trốn thoát khỏi bốn tòa nhà khác nhau ư? Và vẫn còn ba cái nữa. Sao chuyện này lại xảy ra với chúng ta? Có lẽ mình suy không đúng lúc giờ nào các bạn đang thi mà. Suppose staying here 3 tuần nữa thi đại học à? May mắn luôn. Tớ đoán là ở đây sẽ không thể nào giúp chúng ta quay trở lại với thế giới được đâu. Tớ ghét rằng chúng ta sẽ phải đi vào bên trong, nhưng không có thứ gì khác chúng ta có thể làm được. Không nghĩ là tớ đã có tinh thần cho việc này. Sao cả nhà này không thể nào tệ hơn được cái trước được đâu. Nhất thì đó là thứ mà tớ đang hy vọng. Cái này khá là quen thuộc. Có một cái đồng hồ khá là giống cái đồng hồ này ở trong tòa nhà trước, cậu nhớ không? Đinh. Luna, nhìn cái này, nhìn cái đồng hồ này. Cái đồng hồ cầm tay của chúng ta vừa mới quay trở lại. Tờ giấy nói rằng là luật lệ được áp dụng cho bốn điểm dừng khác nhau. Điều đó có nghĩa là chúng ta còn 3 tiếng để tìm được con tàu. Chúng ta không thể, chúng ta sẽ ở trong cái tòa nhà này mãi mãi. À, tôi không muốn phải trải qua cái này một lần nữa. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm được đầu ra. Tôi hứa. Hãy tìm đoàn tàu đó. Chúng ta tìm thấy nó, chúng ta có thể tìm nó lại lần nữa. Có những bông hoa giả. Hoa giải giả nốt chết luôn. Chào bạn, chào tất cả mọi người một lần. Ê, tòa này có một cái đài phun nước, có nghĩa là nó an toàn để uống cái nước này không? Sao cho nước này tốt nhất không để uống nó? Tôi không tin nơi này, tôi không nên tin bất kỳ ai nơi này hay bất kỳ thứ gì tồn tại ở đây cả. Hoa giả, tôi biết đây chỉ là con ma tơ canh, nhưng mà tôi thấy nó hơi khó chịu. Có một vài cái đồ, có vài đồ ăn bị bỏ lại ở trong cái thùng rác. À nó là cái tượng mang theo cái gỗ khóa. Tưởng là thi đại học tích phân nguyên hàm là cái dễ nhất rồi chứ. Khó là nhớ cái câu từ 40 50 để đi qua đây. Là tích phân nguyên hàm đây ở cái xe rồi, chờ mãi. Mình vẫn còn giữ mấy cái set từ chat tôi trước mình vứt qua bên này, nhưng mà có lẽ nó không cần thiết. Mình tặng set bây giờ. Nó giống như là một thị trấn được tạo nên. Tớ nhìn thấy cả trần và những cái bức tường. Thấy nó, tớ cảm thấy hơi chán nản, thành thật. Cậu nghĩ có ai đó khác sống ở đây không? Tớ nghĩ là không có ai có cùng tình mồm với cả Diana. Mấy cười. Tại sao? Tớ không nghĩ là cô ấy biết rằng có nhiều tòa nhà như thế này hơn. Nếu chúng ta bị kẹt ở đây, chúng ta sẽ không thể có khả năng giúp được cô ấy. Vậy chúng ta phải tìm vào tàu đó. Mặc dù bằng bất kỳ giá nào. Đây có gì không? Ăn được canh này. Ít tởm, cái mùi này cảm giác thật là tệ. Nhưng mà có thể có những cái thứ đồ quan trọng ở trong cái thùng rác. Là tờ Luna, cậu không cần phải kiểm tra chúng. Tớ sẽ làm nó cậu. Nếu mà tớ muốn trở thành một thám tử tốt thì tớ phải kiểm tra bất kỳ mọi ngóc ngách. Mặc dù nó tởm và có mùi tệ như thế nào. Nghe này không phải game kinh dị nhá. Này là một game nửa kinh dị thôi. Những cái lọ này trống rỗng. Cái thùng gỗ đang ở trong tình trạng sắp hỏng. Nghĩa sắp hỏng.
những thùng rác đang chồng lên nhau. Và mới kiểm tra thùng rác này, có còn thùng rác đồng, thùng rác bạc, thùng rác vàng nữa, để xem là có thứ gì đó có hữu dụng bên trong không. Thứ gì đó cắn tớ. Mày để một cái gì đó cắn mới sợ chứ. Nó kiểm tra thứ gì ở trong cái thùng rác này không? Thùng rác bạc. Mà cạch bây giờ không thấy cái gì à? Thêm cái chìa khóa. Ok. Nhưng nó rất là bẩn. Cái tầng. Tôi tìm thấy một cái thoát nước ở trước đó. Ta có thể đi sửa nó. Tớ không muốn rửa tay của tớ nữa, nó có bốc mùi. Vâng, thùng rác vàng, thùng rác bạc, thùng rác đồng. Ở thùng rác bạc nó chứa cái chìa khóa. Lý nhỉ. Để xem một thứ ở dưới xem xem không. Sao thùng rác vàng phải có cục vàng đấy không? Cái logic à, chắc không có đâu. Yeah. Lần nào vàng cũng được cứu được cái mạng mình ở trong cái game này. Tớ không cái chìa khóa, chúng ta sẽ rửa nó. Để rửa cái chìa khóa chúng ta tìm. Đấy. Được rồi, nó đã sạch. Sạch. Rồi. Giờ sẽ rửa cái chìa khóa. Xếp. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại. Này đúng không? Để chúng ta dùng cái chìa khóa. Story sẽ bắt đi hay là đi ngã. Ừ, mình cũng thấy mới thấy tin mấy gần đây. Nếu mà có thì mình sẽ chơi lại. Không vấn đề gì cả. Chơi lại cả game hẳn hoi luôn. Nó mới tượng cỗ. Tấm vải rất là bẩn và đầy bụi. Có một vài tấm vải như cái màu khác nhau. Có tượng mana canh. Hay cái vải và những cái màu. Nó muốn mở cái cửa bẫy này không? Cái cửa hầm này không? Cái cửa bẫy thì nó hơi tệ. Như là có rồi. Thằng nó bẫy giờ là chết chắc rồi. À, anh ngồi đây mà tấu hài luôn. Xem. Đèn. Gì đấy? Quá nhiều con ma nước canh. Mình không thích cái phòng này. Không, đây không phải thời gian để sợ. Hãy, từ bây giờ mình sẽ không thể bị dọa cái dễ dàng được. Mình không muốn đưa cái cảm giác đó tới đoàn tàu. Nên tớ biết là tớ không thể thay đổi nó một cách dễ dàng. Duy nhất thì tớ sẽ cố gắng có một chút tự tin hơn vào bản thân mình. Điều này có thể giúp chúng ta, giúp tớ ở trong những cái kỳ do à kỳ gì nhỉ? Trinh thám tương lai. Ừ. Khi mà tớ trở thành một thám tử thực thụ. Ồ, tớ xin lỗi. Tớ luôn luôn nói về việc trở thành một thám tử. Chắc chắn cậu đã cảm thấy rất là mệt mỏi khi nghe về nó quá nhiều rồi. Nhưng trở thành một thám tử là rất là quan trọng với tớ. Phải trở thành một thám tử ở bất cả mọi giá. Nếu tớ không thể tớ... quá khứ đau khổ à? Hợp lý. Không quan trọng, đừng quan tâm tớ nữa. Luna, cậu đã truyền cảm hứng cho tớ để trở nên dũng cảm hơn. Cảm ơn cậu. Hãy sư à? Bây giờ mang được canh giật mình không? Thôi đừng dọa mình. Mình sợ cái canh bị đuối. Một canh bị bao phủ bởi bụi. Canh bao phủ. Con gạt. Đấy được cái gì? Thì đã xảy ra. Anh đi kiểm tra phía bên ngoài. Có thể rửa vào tay rồi. Ra ngoài. Ở đây là cái tòa nhà này. Người đi qua đây. Vậy như trong cái tòa nhà này cũng có những cái máy kỳ lạ. Anh stream được khi nào? Được khoảng 10 phút trước. Đúng 10 phút trước. Vậy à, không phải là cái gì đâu. Quá là khó khăn đấy. Tôi được sẽ ổn. Xem cái nào. Không ổn thì các bạn cũng sẽ lên. Mà mình cũng không biết update hai ending nữa của Aria Story sẽ như thế nào nữa nhé. Thêm một cái good end và một cái bad end này. Arcade á. Biết là dạng gì. Mình không biết. Nó mở ra một con đường mới ở đây. Ôi nhìn kìa. Có vẻ như là cái cần gạt đã kích hoạt cái cầu này. Để chúng ta thể đi tiếp. Là ngạc nhiên. Ta không nghĩ sẽ gặp bất kỳ ai đó ở xung quanh đây. Hả? Well, ta đoán là ta nên chào mừng các ngươi đến với tòa nhà này.
Thật là không may mắn, sau khi trốn thoát khỏi cái tòa nhà đầu tiên, các ngươi lại tiếp tục kết thúc ở đây. Ta rất là muốn được nhìn cái khuôn mặt các ngươi khi các ngươi nhận ra rằng còn phải trốn thoát từ những tòa nhà khác, bốn tòa nhà khác nữa. Nhưng các ngươi nên cảm thấy tự hào, nhiều người không đi được xa như thế này đâu. Anh là ai? Anh đang ở trong một tình huống của chúng tôi ư? Tên ta là Apollo Cason. Ta cũng nhận ra, ta cũng nhận được cái đồng hồ cầm tay giống như các thứ các người đang cầm ở trong tay. Anh chưa xui thử Akeria không? Rhythm game đấy, mình chơi tất cả các rhythm game ở trên iPad thôi nhé, các bạn không phải lo đâu, mua hết rồi. Cô ấy là Luna Winde, và một nhà du hành gia mà tôi gặp ở trên tàu. Tôi là Neil Lawton, một thám tử gia thập sự. Sao ngươi lại nghiêm túc vậy? Ta nhìn quá nghi ngờ với ngươi à? Chẳng có gì gì ở tôi với cậu. Cậu bị mắc kẹt ở đây à? Sao cậu lại hỏi vậy? Bởi vì chúng tôi chưa bao giờ thấy cậu ở trong tòa nhà trước. Nếu mà chúng ta chỉ có mỗi 3 tiếng để tìm được đoàn tàu thì cậu chắc chắn nó không có đủ thời gian để trốn thoát khỏi tòa nhà này nữa. Đó là một giả thuyết thú vị đấy. Đúng là sự thật là tôi có khoảng thời gian khá là giới hạn, nhưng ai nói rằng tôi chỉ có mỗi 3 tiếng. Cái gì? Có khả năng là mỗi người có một khoảng thời gian giới hạn khác nhau mà. Nó có thể là giờ, ngày hoặc là kể cả tháng. Đó là nó cũng có thể là thật. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới tình huống đó ư? Đó, tôi đoán là điều đó giải thích tại sao mà cậu vẫn chỉ là một thám tử tập sự, không phải một thám tử thực thụ. Cậu muốn phá hủy... Cậu thực sự muốn phá hủy lòng tự trọng của tôi đến thế cơ à? Nếu mà cái nhìn có thể giết thì tôi nghĩ tôi đã chết rồi. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ đùa thôi. Dù sao đi nữa, các cậu không phải đang phải vội lắm à? Các cậu chỉ có 3 tiếng thôi. Cậu có biết đoàn tàu ở đâu không? Đúng, tôi biết rất là nhiều cái con đường bí mật mà nó có thể giúp các cậu tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thật ư? Nó giúp chúng tôi ư? Tại sao tôi lại phải giúp cậu? Đây là vấn đề của cậu. Trong tình huống này, sẽ tốt hơn khi mà chở một mình. Những kẻ khác sẽ bảo vệ cậu khi mà mạng sống của chúng ở trong tình huống nguy hiểm. Không phải sự thật, Luna và tôi luôn giúp đỡ nhau. Có ai đó sống ở cái tòa nhà đầu tiên không? Đúng vậy, có ai đó ở đấy. Hãy nói cho tôi biết, có phải là cái con người đó định đánh cắp đồng hồ cầm tay của các người? Tôi đoán rằng giờ sự im lặng của cậu chứng tỏ rằng tôi đã đúng. Thấy không, đó là thứ mà tôi đang muốn nói đấy. Cậu không thể tin tưởng bất kỳ ai ở đấy. Cậu sẽ kết thúc bằng cách trả phản bội và bất kỳ nhau, và cuối cùng các người nên chia rẽ ra đi. Đây là cái lời khuyên duy nhất mà tôi sẽ đưa ra các người. Hãy làm bất kỳ thứ gì các người muốn. Đó, tôi hy vọng là các người sẽ có một khoảng thời gian tốt ở trong tòa nhà này. Ok, thằng này đi ngồi gạ tìm cách để hai đứa chia nhau ra. À, thật là khó chịu. Và chứng tỏ rằng hắn ta đã sai. Ta đi xa như thế này bởi vì chúng ta giúp đỡ nhau. Từ game RPG thì Arcadia. Chẳng thế, game mới demo. Mình không thích chơi game demo, game mới ở trong dạng demo lắm. Nhưng nếu có thể, game hay quá mình cũng sẽ thử. Rồi được chơi game at home alone nữa. Để mình xem thử miễn phí trên Steam. Nếu muốn được làm Steam library thêm thì mình sẽ cái tờ này chờ tập tiếp theo. Chờ tiếp theo thì cái vạn là mình phải chờ 5 tháng nữa. No, chắc là mình sẽ làm game gì khác. Sao không hẹn rồi. Xếp cái này. Rồi, chúng ta lại tượng mang được cảnh. Có gì không? Kính gửi các hành khách. Hãy chọn những con ma tơ canh chính xác. Chỉ có đúng 7 món ma tơ canh chính xác thôi. Một khi mà bạn đã chọn được 7 con ma tơ canh, hãy kéo cái cần gà, có một chuyến đi vui vẻ. Những câu đố càng ngày càng lạ hơn. Chọn ma tơ canh thì chúng ta phải tìm gợi ý thôi. Game này mặc đấy, bạn không thể đi xuyên qua đây. Đây là nó lại bị khóa. Ở đó có không? Cậu khá thích vẽ phải không?
Tôi đã chú ý rằng đôi lúc cậu thích vẽ một cái nét vẽ nguệch ngoạc khi mà cậu vẽ phi ở trong cuốn sổ. Đây là gợi ý à? Chữ N. Nó là một cái bức vẽ gọi là đáp án. Cái bức vẽ này hơi lạ, cậu nghĩ thế không? Tôi không nghĩ rằng là nó ở đây để trang trí căn phòng. Phải liên quan đến những con mannequin của chúng ta thì ở trước đây. N. Nó phía trên. Hay là... À, thì dễ. Nếu mà dễ như thế này thì khá là đơn giản. Nếu mà mình đúng thì mình chỉ việc làm cho con mannequin này nó thành chữ N. Nó khá là đơn giản. Sao thì game này các câu đố nó không phải quá khó. Chưa bao giờ có khó mình cả. Não 200 mình. Rồi, chúng ta nó có 7 con mà được coi. Xem chết không? Không chết. Giờ mình đúng. Ok, khá là đơn giản. Không có chữ khác nhá. Mình check hai căn phòng, một phòng bị khóa, một phòng bị chết. Có mỗi cái gợi ý đấy thôi. Lúc đầu thì mình nghĩ là chat để nhanh đã. Ừ thì bây giờ delay chỉ có 5 giây thôi thì cho các bạn xem đỡ bị lệch. Còn may mắn. Ôi trời ơi, nhìn mấy cái hố kìa. Ô, có gì đó đang sáng ở đấy. Tớ nghĩ đó có chìa khóa. Đừng, đừng có chạy qua đấy như lần trước mà. Thằng ngu này. Nó có thể sẽ hữu dụng. Tớ sẽ đi lấy nó. Từ ngày lại, làm ơn. Ngăn nó lại Luna. Ok, tất nhiên rồi. Tại sao một cái bẫy hiển nhiên như này thằng này muốn làm thám tử sao nó ngu nhỉ? Tớ nghĩ là tớ mới nhìn thấy một cuộc sống của tớ suýt đã bị mất khỏi trước mắt của mình. Tớ không thể tin được chúng ta lại chia rẽ ra một lần nữa. Xin lỗi. Cái tòa nhà này nguy hiểm giống hệt như là cái trước. Tớ không, chúng ta không nên mất cảnh giác được vào bất kỳ lúc nào. Có một chìa khóa ở đây. Tớ biết là nó sẽ không hoạt động. Tớ phải thử. Nó nên, tớ nghĩ là nó sẽ giúp cậu mở một cái cửa khác. À, mình lại bị mắc kẹt một lần nữa. À, tớ sẽ ném nó. Hãy nhận lấy nó và sử dụng nó. Đừng có ngần ngại. Để tới đây và gặp tớ khi mà cậu cần sự trợ giúp. Ok, một thằng mắc kẹt và nó đang muốn giúp một đứa không bị mắc kẹt. Ok. Bạn nhận được cái chìa khóa phát sáng. Này, người du hành. Anh muốn gạ tôi à? Từ đâu rồi? Cô đã quyết định đi một mình nữa. Tôi mừng rằng cô quyết định này. Cô đã quyết định đi theo cái lời chỉ dẫn của tôi. Luna, đừng có quan tâm đến hắn ta. Đánh ghen cực mạnh. Thảm hại. Đừng có cười. Chỉ có những đứa ngốc mới có thể rơi vào một cái bẫy hiển nhiên như thế này. Ngươi muốn trở thành một thám tử? Xin lỗi, nhưng mà tôi không thể nào giúp được ngoại trừ việc cười. Nếu mà cậu không định giúp chúng tôi thì cậu sẽ đi. Không phải là cậu đã nói là cậu muốn ở một mình hơn nữa. Đấy, cậu không phải nói chuyện với chúng tôi. Không cần phải trở nên hung hăng như thế với tôi đâu. Nó không phải là lỗi của tôi, chẳng cả cậu rất là ngu ngốc. Không ngu. Người du hành. Cô định làm gì bây giờ? Cô có định Cô lại muốn lãng phí thời gian để giúp đỡ hắn ta, hoặc là cô sẽ bỏ rơi hắn ta. Cô đã quyết định đi một mình ngay bây giờ. Cô sẽ không phải chọn là một lựa chọn khó khăn đâu. Này, tôi đã hỏi cô một câu hỏi đấy. Các cô lại không trả lời tôi. Bởi vì cô ấy không thể làm vậy. Luna đang câm. Câm. Xin lỗi, tôi không biết. Tôi hiểu, vậy đó là lựa chọn của cô. Well, tôi đoán là nó sẽ phấn khích hơn theo cách này. Tôi tò mò rằng là tôi rất là tò mò, vì thế tôi sẽ đi xung quanh đây để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng tôi không ở đây để giải trí cho anh. Cút đi, chúng tôi không cần cậu. Ở đâu ngồi trên phải bắn đồ với chơi Winston. Giờ biết chơi, ôi game đấy là cái game mình đang rất là lười để chơi đây, làm ơn. Để chúa. Khóa cửa. Khóa. Ủa chưa khóa luôn. Mừng được. Là có một cái cửa phía dưới. Chúng ta lại chui xuống dưới đấy à? Gì đây? Cái này không có được trước đây. Luna Vin.
Hãy chọn con Mordekaiser đúng. Chỉ có đúng ba con Mordekaiser đúng thôi. Một khi mà bạn đã chọn được ba con Mordekaiser, hãy kéo cái cần gạt. Có một chuyến đi vui vẻ. Không, chuyến đi này của tôi hơi vui vẻ, là mắc kẹt ở một cái nơi không biết, một chiều không gian khác và một trong thế giới khác. Tôi không hề vui vẻ. Để cảm nhận mình. À, với mất chức năng này còn có cả cái chức năng help nữa nhỉ? Lát dùng thử. Vâng, phải chọn ba cái. Có gợi ý gì không? Có một vài cái tấm vải cho những cái màu khác nhau. Màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Chọn ba cái, tức là một trong ba cái này gì? À, chơi game thì phải có gợi ý cho mình là nó giải như thế nào chứ. Nên là chắc là mình phải đi tìm. Có cái đèn xanh này. Nhưng mà ở trên này gì đấy? Cái gì không? Cái đèn nó bị rơi. Màu đỏ. Nó mà đã cái bức ảnh, bức tranh tên là đáp án, bây giờ nó được bao phủ bởi màu đỏ. Màu đỏ, thế thôi easy, chọn váy màu đỏ. Đơn giản đúng không? Tự dưng đáp án nó rơi mặt mình thế, không nhận thì phí. Không nhỉ, màu đỏ là như thế này đúng không? Lúc đầu đang định chọn màu xanh, thì cái đèn màu xanh ở trước cửa mà nó rơi đáp án của mình thì mình phải nhận. Sợ, quá đơn giản. Xem cái đó. À, lúc đấy mình không chắc chắn. Cùng lắm mình thử 3 lần theo đúng luôn. Thử một lần thì thử 3 lần. Có mỗi 3 màu thôi mà chứ mấy. Luna, cậu ở đây không? Cậu ở đây tới không? Đây, tôi đang tới đây. Tôi cứu được cậu rồi. À, cậu ở đây rồi. Nhìn này, cái cửa đã mở. Đáng cợ. Nhưng chúng ta sẽ phải chọn những con đường khác nhau. Chúng ta thời gian giới hạn, vì thế tốt nhất mà chúng ta thể làm bây giờ là chọn những con đường khác nhau. Tôi thực sự không muốn làm việc này, nhưng mà không có cách nào làm khác. Luna, tôi xin lỗi. Tôi hy vọng chúng ta có thể gặp lại một lần nữa. Làm ơn, hãy cẩn thận. Nơi này rất là nguy hiểm, và có những cái gã kỳ lạ xung quanh. Đừng nhìn vào tôi khi mà cậu nói điều đó. Luna, nếu mà tớ không thể tìm thấy cậu thì chúng ta sẽ gặp lại ở trên đoàn tàu. Tớ không muốn nói một lời chào tạm biệt, nhưng vì thế nên hẹn gặp lại cậu sau. Yeah, later. Vậy là bây giờ cô định làm gì? Cô không thể nào đi tục đi tiếp tục đi được. Cái cửa nó đã bị khóa. What do? Nó là một cái cửa bằng gỗ ở trong tình trạng sắp hỏng rồi. Tôi có thể mở nó bằng một cái cú giá đơn giản. Ờ, vậy bây giờ mày chỉ đường cho con Luna này là thế thì nó sẽ đạp vỡ cái cửa này thề. Bây đoán rằng là cô cần một cái chìa khóa để mở nó. Cô có muốn biết rằng tôi muốn đến đây thế nào mà không cần biết rằng tôi đến đây như thế nào mà không cần mở bất kỳ cánh cửa nào không? Có những con đường bí mật ở gần đây nhưng mà tôi sẽ không nói cho cô biết đâu. Cái quái gì vậy? Rồi, một phát nữa. Cô thực sự muốn cuồng đá mở cái cửa ấy. Ta điên rồi. Người ta chơi được hiểu rồi mà. Này, cô sẽ tự làm mình bị thương đấy. Quỳnh. Ok, siêu ngầu. Được rồi. Cái này sẽ khá là thú vị đấy. Cảm giác như thằng này là chủ mưu. Ai bây giờ chả tin được ai mà. Oh, Nell, chào mừng các trở lại. Luna. Không nghĩ là tớ sẽ tìm lại cậu sớm như vậy. Apollo đâu rồi? Nó không quan trọng. Tốt nhất là chúng ta sẽ tốt hơn khi mà không có hắn ta. Tớ đã hiểu, tớ hiểu vì sao mà hắn ta muốn đi một mình. Nhưng mà tớ nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn để tìm chuyến tàu nếu chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Vẫn còn rất là nhiều thứ mà tớ không hiểu về cậu ấy, vì thế nên chúng ta không nên mất cảnh giác. Rồi. Rất nhiều thùng rác trồng ở đây. Tôi không muốn nhìn qua những thùng rác một lần nữa. Thùng rác bạc, thùng rác đồng và thùng rác vàng. Really?
cái lông vũ ở trên mặt đất. Rồi, bạn nhận được cái lông vũ. Nay đang làm gì ở đây vậy? Không biết. Ra đi thôi. Oh no, là cái gì đây? Cái gì vậy? Có những cái con đồ lô kỳ lạ ở trong cái tòa nhà này nữa. Lần này chúng ta không có bất kỳ vũ khí nào để có thể bảo vệ chính mình. Nếu mà nói thì chúng ta thì không nghi ngờ gì nữa là chúng sẽ tấn công chúng ta. Ồ đúng rồi. Nếu mà chúng mà không nhìn thấy chúng ta thì sẽ không phải vấn đề gì cả. Nó chỉ việc trở nên rất cẩn thận thôi. Mình tự hỏi là mình có thể làm được không. Sếp, làm ơn cho tôi xin cái sếp. Tớ có thể đi một mình, tớ sẽ tìm ra một lối đi cho cậu để có thể đi qua một cách dễ dàng. Đưa là một cách kiểu an toàn chứ. Tớ rất là cảm kích nó, nhưng nó sẽ không cần thiết đâu. Mặc dù rằng tớ đang run rẩy, nhưng mà tớ sẽ không đứng đằng sau cậu lần này lần nữa. Cho dù chuyện dễ xảy ra thì tớ sẽ luôn luôn đứng ở bên cậu. Chúng ta chỉ cần phải đi qua mà không bị chú ý thôi. Kể cả một người như tớ cũng có thể làm điều đó. Tớ hy vọng rằng họ không thấy chúng ta bởi vì tớ. À, nó không thấy chúng ta bởi vì tớ. Hãy đi tiếp, gợi ý. Hãy tiếp đi mà không để kẻ thù nhìn thấy bạn. Nếu họ thấy bạn thì nó sẽ là game over. Được rồi. Xem thôi. Đầu lâu đầu tiên nó không lắc và nên nó đi rồi này. Rồi. Mình đứng ở đây đâu hiểu sao không, tức là nó chỉ nhìn theo một cái ô thôi. Để hiểu. Rồi. Rồi. Cái kiểu cái đồ lâu nào mày. Không, nó không đi được này. Từ cái đồ lâu kia thì nhìn đây rồi. Rồi. Tranh này có điểm gì không? Ui, đồ lâu nhìn mình kìa. Này đi sao? Đi ra đường sau được không nhỉ? À, giờ đi đường này. Ok, ok, có cái nút ở đây. Quả đấy không bị nhìn thấy à? Thì còn là bị đai dô vư. Ui từ từ. Từ. Cái đồ lô này không ở đây. Rồi. Cái đồ lô kia không nhìn thấy mình à? Ui cái gì đấy? Rồi từ từ nào. Rồi. À, cái cửa đây à? Khó thì mình tưởng là tại sao có bức tranh ở trên kia kia. Cái đó khá là nguy hiểm. Mình mừng rằng không thứ gì đã, không có thứ gì đã xảy ra với chúng ta. Tôi cảm giác như là trái tim của mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Nhưng cái thứ đó là gì? Tôi không nhìn thấy chúng nó một lần nữa. Bây giờ khi mà tôi nghĩ về nó, có thể chúng chỉ tấn công những kẻ mà mang theo những cái đồng hồ hoạt động, những cái đồng hồ cầm tay hoạt động. Đó là lý do Diana nói rằng chúng nó không tấn công cô ấy nữa. Có nghĩ rằng là những cái đồ lô đó là linh hồn của những người đã chết ở đây không? Đó là lý do mà tại sao chúng muốn cái đồng hồ cầm tay. Bởi vì chúng vẫn muốn trốn thoát. À, cái đó nghe phải hơi nực cười nhỉ. Tớ chỉ tưởng tượng thôi. Và cái gì? Cái bức tranh này. Tại sao có một bức chân dung mình ở đây? What? Làm gì bức chân dung nào bên đấy đâu? À, tức là mỗi đứa chỉ nhìn thấy bức chân dung của chính mình nhá. Thế thì các bức tranh trắng ở ngoài kia là các bức tranh trắng kiểu... Các bạn để ý phòng trước không? Luna, tại sao còn nhìn vào cái khung đấy vậy? Nó trống rỗng. Cậu nhìn thấy bức chân dung của mình ở trong cái khung nữa. Tớ không nhìn thấy nó. Vậy tớ nghĩ rằng cậu không phải nhìn thấy tớ của tớ luôn. Trong căn phòng đó, chúng ta nhìn thấy rất là nhiều cái bức vẽ trống. Có thể chúng là những bức chân dung của những người khác.
chân dung của tất cả những người đã chết ở đây. Oh no. Cái gì? Không để dọa nhau thế, không sợ đâu. Chuyện gì đã xảy ra? Ok, đầy máu. Bức chân dung của tớ đã thay đổi. Miệng của tớ bị khâu lại. Nó thật là tệ. Bức chân dung của cậu cũng bị thay đổi nữa phải không? Đánh giá bằng việc nhìn cái biểu cảm của cậu thì tớ nghĩ nó không phải là quá tốt đẹp đâu. Cậu không để nói tới chuyện gì đã, cái gì đã thay đổi. Tớ sẽ không muốn biết là hơn. Nghiêm túc thì nơi này là cái gì vậy? Bắp, biết nơi này là cái gì nó ổn hơn rồi. Không phải là ngồi đây của tổ hài. Chúng ta sẽ end game được rồi. Và hai bạn sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Mà tại sao lại bức tranh này cơ chứ? Này, so sánh đi. Thực sự thì ơi mặt đất tôi nghĩ chúng ta nên để một thứ gì đó mà tượng trưng cho cái nguyên tố này lên trên mặt bàn, nó nói dễ hơn là làm đấy. Hãy điều tra nào, phải là thứ gì đó mà chúng ta thể sử dụng xung quanh đây. Ok, không khí, tức là chúng ta phải tìm những cái thứ tượng trưng cho các nguyên tố này lên mặt bàn. Rồi, khá là đơn giản. Nói thế cũng không biết làm được không. Nước, lửa. Tìm được ra nước và lửa đạt được. Đây cái thùng này ra tượng trưng cho nước của mình. Nó là một cái thùng gỗ. Gỗ. Oh, nó có thể nó có thể hữu dụng để chúng ta đi mang theo. Cái quá nặng, mình không thể di chuyển nó được. Phải như gỗ không thể mang nó theo được. Nó không vấn đề gì đâu. Chúng ta sẽ tìm một thứ gì khác. Cái này có một cái nến chùm ở bên dưới mặt đất. Xin cái nến chùm. Trong là gì ạ? Cái hộp đó đầy mùi. Những cái hộp này đã có mùi. Một cái thùng rác vàng. Có cái vòi nước ở đây. Mình có thể mang nước ở đi. Nó sẽ là nguyên tố nước này. Nó là giá. Yeah, hồi nhỏ game nước và lửa chỉ E8 ấy. Bạn nào có chơi? Anh cứ nghĩ mình chơi nổi phần vơi. The Wish Hurt vào nút á. Mình cũng cầu nguyện là mình chơi nổi nó. Cái game này dài quá trời ơi. Cho là gì ạ? Gỗ. Đúng rồi. Là nhiều mảnh gỗ. Mình nghĩ là mình có thể đốt cái này ở đây. Rồi. Rồi mình nghĩ mình có thể đốt lửa. Đây. À tức tức. Sao mình lại có. À, cái lông vũ của một con chim. Bây giờ mình có thể dùng này tự trên cho không khí. Một cái nến để chữa cho lửa. Một cái gỗ. Gỗ tự trên cho cái gì? Mình còn thiếu nước đúng không? Có cái thùng ở đây. Tất nhiên rồi. Rồi khi đủ 5.000 sub á, mình không bao giờ đạt được nữa đâu. Nên là mình cứ thoải mái thôi. Mình nghĩ không bao giờ đạt 5.000 sub rồi đó. Nên mình cứ từ từ. Mình cứ tận hưởng thôi. Tận hưởng cuộc sống của mình. Sao cũng hè rồi. Rồi chúng ta sẽ qua đây và lấy xô nước. Đúng ngay nó đi. Đó. Vậy thì cái gỗ tự trưng cho nguyên tố đất à? Vô lý nhỉ. Thì chúng ta có lửa rồi thì nó khá là logic khi mà lửa nước và không khí rồi khá là logic khi mà cho đất vào đấy. Mình có chết nữa mình chọn cho sai vị trí không nhỉ? Là không chọn thế rồi feather cái cuối cùng là đất rồi. Trước đó thì mình cánh cửa mở, mình nên thử sử dụng này. Cậu có đói không? Thật là chúng ta vẫn chưa ăn bất kỳ thứ gì hàng giờ đồng hồ rồi. Nếu mà tôi tìm thứ gì đó để ăn thì tôi sẽ đưa nó cho cậu. Chúng ta cần năng lượng để đối mặt với cái tình huống này. Ồ, tốt rồi. Item. Cái đồng hồ cầm tay, cái notebook. Luna cực xinh. Rồi, chúng ta sẽ xếp vào đây. Đi tiếp nào.